Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Mở cuộc thi về sách của Tổng Trọng chỉ phục vụ nhu cầu của đảng. Ngày 9 tháng 10, AFA tiếng Việt bình luận, mở cuộc thi về sách của ông Nguyễn Phú Trọng giúp ích được gì? Theo AFA, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội vừa tổ chức phát động cuộc thi toàn quốc tìm hiểu về cuốn sách của Tổng Trọng. Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Afa dẫn ý kiến của thầy giáo đỗ việt khoa giáo viên trường trung học phổ thông thường tính hà nội cho biết ở việt nam chuyện đó thỉnh thoảng vẫn diễn ra hết tìm hiểu nhân vật này lại đến nhân vật kia trong khi ông nguyễn phú trọng không phải là một nhà viết sách không phải là một nhà lý luận giỏi vậy cuộc thi vẽ ra như vậy rất lãng phí và không cần thiết như chúng tôi đây còn không biết rằng ông trọng có những tác phẩm gì xuất sắc cho nên tôi thấy không nên tổ chức những cuộc thi như vậy và đây là hình bài trên AFA. Theo thầy giáo Đỗ Việt Khoa, học sinh cần rất nhiều nhiệm vụ khác phải làm, các cơ quan chức năng cũng còn rất nhiều việc khác phải thực hiện, chứ không phải nên tổ chức cuộc thi như vậy. AFA dẫn lời ông Trần Anh Quân, một người trẻ hoạt động xã hội nói rằng, giới trẻ bây giờ bị tình trạng nhạt đảng, khô đoàn, xa rời chính trị. Chuyện này đảng Cộng sản cũng phải thừa nhận. Nên họ tổ chức những cuộc thi này để nhòi sọ, buộc học sinh, sinh viên phải đọc sách ông Trọng để trung thành với chế độ. Chứ người trẻ Việt Nam bây giờ mà cầm cuốn sách chính trị nào do Cộng sản viết là cảm thấy ngán ngẩm, có chăng những cuốn sách về chính trị phương Tây thì mới cuốn hút được một số bạn. Chỉ trừ các bạn đoàn viên, sinh viên, học sinh bị ép phải đọc để tham gia cuộc thi, lấy điểm rèn luyện, điểm thi đua. Khi bị tình trạng nhạt đảng, khô đoàn rồi thì chẳng ai quan tâm tới cuộc thi này bị ép phải thi thì đọc sơ sơ rồi dùng chat GFT viết để nộp lấy chỉ tiêu thì nó chẳng có ý nghĩa gì cả. Có khi viết xong nộp rồi lại chẳng nhớ mình đã viết những gì. AFA dẫn lời một phụ huynh ở Việt Nam cho rằng văn hóa là sự tích lũy qua hàng ngàn năm không phải khi có quyển sách nó về Việt Nam của ông Trọng thì người dân mới hiểu, mới nhận thức về văn hóa. Nên kế thừa, bảo tồn và phát huy như thế nào trong đời sống của cộng đồng, xã hội. Và đây là hình Bộ Văn hóa phát động cuộc thi toàn quốc tìm hiểu về cuốn sách của Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ngày 8 tháng 10 tại Hà Nội. Vị phụ huynh nói rằng không biết hiệu quả của cuộc thi như thế nào nên không dám nhận xét. Xong ông nghĩ có ai dành thời gian để đọc hết quyển sách đó rồi sau đó nghiền ngẫm chắc lọc để viết một bài thi có chất lượng hay không? Trả lời được câu đó cũng chính là nói lên kết quả cuộc thi. AFA cho biết trong vòng chưa đầy 2 năm, Tổng trọng đã có ít nhất 3 cuốn sách được báo chí trong nước viết bài ca ngợi, tung hô, chưa kể cuốn xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đảm đà bản sắc dân tộc nói trên. AFA dẫn nhận định của Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Dũng, chuyên gia ngôn ngữ học, cho rằng mỗi bên, mỗi khối phụ trách tư tưởng, họ ăn lương, ăn tiền thuế của dân, rồi họ ngồi nghĩ ra những chuyện như vậy. Nhưng mà nó chỉ để thỏa mãn chính nhu cầu của bộ máy hơn là góp phần soi sáng gì cho nhân dân những điều ông Trọng nói thực tiễn cho biết rằng cái gì làm được, cái gì không mà thực tiễn ngay bây giờ đã phủ nhận. AFA cũng cho biết khi góp ý về hai cuốn sách của Tổng Trọng vào tháng 5 năm 2023, tiến sĩ Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy từng cho rằng việc giới thiệu những cuốn sách của ông Trọng như là một cách đánh bóng hình ảnh về một vị lãnh tụ đảng Cộng sản sắp từ giả chính trường. Hơn là đưa ra những kinh nghiệm hay chia sẻ kiến thức hữu ích, nhằm đóng góp vào kiến thức học thuật chính trị hay cách điều hành quốc gia. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Mở cuộc thi về sách của Tổng trọng chỉ phục vụ nhu cầu của đảng. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc tại cảng Rim gây lo ngại. Ngày 8 tháng 10, BBC tiếng Việt cho hay, Trung Quốc có căn cứ quân sự thường trực tại Campuchia không? Theo đó, từ vệ tinh, trong hầu hết cả năm nay, tại căn cứ hải quân Rim của Campuchia, có thể nhìn thấy tàu hộ tống Type A56 của hải quân Trung Quốc. Tàu này đã neo đậu bên cạnh một cầu tàu mới do Bắc Kinh xây dựng, vốn đủ lớn để chứa các tàu lớn hơn nhiều trên bờ có các cơ sở khác cũng do Trung Quốc xây, được cho là để hải quân nước này sử dụng. Và đây là hành bài trên BBC. BBC cho biết chính phủ Campuchia đã nhiều lần phủ nhận khả năng Trung Quốc sử dụng căn cứ Rim, viện dẫn việc hiến pháp của họ, cấm mọi sự hiện diện quân sự thường trực của nước ngoài và tuyên bố rằng căn cứ Rim mở cửa cho tất cả các lực lượng hải quân thân thiện sử dụng. Dù có nhiều bàn tán về sự trỗi dậy nhanh chóng của sức mạnh hải quân Trung Quốc, với lượng tàu chiến nhiều hơn Mỹ, thì hiện Trung Quốc chỉ có một căn cứ quân sự ở nước ngoài, tại Djibouti ở châu Phi được xây dựng vào năm 2016. BBC cũng cho biết, ngược lại, Mỹ có khoảng 750 căn cứ. Tuy nhiên, Mỹ tin rằng sự mất cân bằng đang thay đổi bởi tham vọng rõ ràng của Trung Quốc muốn trở thành một cường quốc quân sự toàn cầu. Tham vọng đó và quy mô đầu tư vào cơ sở hạ tầng ở nước ngoài thông qua sáng kiến Vành đai và Con đường mà theo luật Trung Quốc phải được xây dựng theo tiêu chuẩn quân sự. Theo BBC, vài năm trước, căn cứ quân sự Rim nằm ở cực nam của Campuchia còn được nâng cấp với sự hỗ trợ của Mỹ, nhưng Mỹ đã cắt giảm viện trợ này sau năm 2017. Phía Campuchia tuyên bố rằng các tàu nói trên là để huấn luyện và chuẩn bị cho cuộc tập trận rồng vàng năm nay. Campuchia cũng nói rằng Trung Quốc đang đóng hai tàu hậu tống A A-56 mới cho hải quân của họ và nhấn mạnh rằng sự hiện diện của Trung Quốc tại Rim không phải là lâu dài, do đó không được tính là một căn cứ. Và đây là hình tàu chiếm Trung Quốc neo đậu tại căn cứ quân sự Rim của Campuchia. BBC nhắc lại, năm 2019, tờ Wall Street Journal đưa tin về một thỏa thuận bị rò rỉ giữa Campuchia và Trung Quốc để thuê 77 hecta căn cứ này trong 30 năm. Thỏa thuận này được cho là bao gồm việc đồng trú quân nhân và vũ khí. BBC dẫn nhận xét của nhà nghiên cứu chính sách cấp cao Kristen Gunes từ Mỹ cho rằng về mặt kỹ thuật, đúng là Dream không phải là căn cứ thường trực của Trung Quốc. Và mặc dù được Trung Quốc tài trợ để mở rộng, nhưng bản thân căn cứ này không được cho Trung Quốc thuê. Một cách để lách luật cấm theo hiến pháp là không gọi đó là căn cứ nước ngoài, mà cho phép các lực lượng nước ngoài tiếp cận liên tục theo cơ chế luân phiên, bà Gunes nói thêm. Vẫn theo BBC, các quan chức an ninh quốc gia Thái Lan cũng bày tỏ sự lo ngại một cách kín đáo về một căn cứ của Trung Quốc ngay phía nam cảng chính của hải quân Thái Lan tại Sattahip, che lấp lối ra của họ từ Vịnh Thái Lan. Tuy nhiên, cả Việt Nam và Thái Lan không có khả năng công khai nêu lên những phàn nàn này. Thái Lan muốn tránh gây ra những cơn sóng trong mối quan hệ kinh tế quan trọng với Trung Quốc, trong khi Việt Nam muốn tránh kích thích tâm lý chống Việt Nam ở Campuchia. Tuy nhiên, rất ít nhà phân tích tin rằng. Trung Quốc sẽ có thể cạnh tranh với phạm vi quân sự toàn cầu của Mỹ trong nhiều năm nữa. BBC dẫn đánh giá của ông Jess Bolin, giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á của CSIS cho rằng căn cứ Jim không đóng góp nhiều vào việc thể hiện sức mạnh, không giúp hải quân Trung Quốc tiến gần hơn đến những nơi họ muốn đến. Những gì căn cứ này có thể làm là tạo ra sự khác biệt lớn trong việc thu thập thông tin tình báo, theo dõi vệ tinh và phát hiện hoặc giám sát các mục tiêu tầm xa. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Sự hiện diện thường xuyên của Trung Quốc tại cảng Jim gây lo ngại. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.